Thưa quý vị, ở phần tin tức từ đầu của chương trình thì chúng tôi cũng đã có cung cấp cho quý vị một thông tin, đó chính là có một cái cô gái thì cô ấy đứng trên đường băng để quay những cái clip TikTok và đăng lên trên mạng xã hội, đúng không ạ? Thì chúng ta có thể thấy là cái nền tảng này bây giờ nó thu hút cái lượng người dùng rất là cao, và thậm chí là mọi người dành thời gian để theo dõi hay là xem những cái clip đó, nó mất rất là nhiều thời gian. Nhiều khi chúng ta nói là vào lướt TikTok có 5-10 phút thôi, nhưng mà khi mình nhìn lại là có thể nó tiêu tốn của mình cả tiếng đồng hồ, bởi vì cái xu hướng video ngắn thì bao giờ nó cũng làm cho chúng ta cảm thấy tò mò. Đúng và rồi. Thường là xu hướng tay của mình sẽ lướt càng nhanh như vậy để tìm xem những cái thông tin. Tuy nhiên thì TikTok ngoài việc là đem đến cho chúng ta là cái sự kết nối của rất là nhiều thông tin, của rất là nhiều người bạn trên toàn thế giới, thì nó cũng xảy ra một số những cái vấn đề. Chẳng hạn như là một số bạn trẻ thì bây giờ các bạn sử dụng cái nền tảng mạng xã hội này để có thể trở thành những KOL hay là kiếm tiền từ trên nền tảng mạng xã hội này. Không biết là bằng cách nào, nhưng mà hiện nay thì nhìn chung cái bộ phận mà sử dụng mạng TikTok của chúng ta ấy, những bạn mà kiếm tiền KOL trên nền tảng mạng xã hội này, thì các bạn cũng đứng trước rất là nhiều những cái áp lực. Chẳng hạn như là một số những người thì tìm cách là những cái content bẩn, những cái truyền thông bẩn để có thể là trở nên nổi tiếng. Tuy nhiên thì Thảo thấy là cũng có một số những cái trang TikTok mà Thảo theo dõi, thì chẳng hạn là dạy tiếng Anh ở trên nền tảng mạng TikTok này, thì với một hình thức video ngắn như vậy thì mình có thể là dành 30 giây cho tới 1 phút để ngồi xem. Chứ còn nếu mà xem ở trên YouTube đi chẳng hạn đi, nó có thể đến là tầm 10 phút hay 15 phút thì mình lại bị lười. Nhưng mà mình lại xem trên TikTok đó thì mình có thể là bấm thả tim vào trong cái video đó. Hôm sau mình có thể theo dõi lại nếu như mà mình vẫn quan tâm đến video đó chẳng hạn. Bên cạnh đó thì cũng có những cái content rất là tốt. Tuy nhiên thì có thể là nhiều người khi mà nhìn vào trong TikTok á, thì họ sẽ nghĩ đến ngay là những bạn trẻ chỉ thích nhảy nhót những cái điệu nhảy ở ngoài này, hay là một số người thì cố tình làm lố, làm những cái vấn đề mà nó trở nên là trông xấu xí đi hơn để có thể là thu hút được người xem, hoặc là thậm chí là nhiều người gây ra những cái tranh cãi. Chẳng hạn như là nhiều người là có thể là review về những cái sản phẩm và vô tình là review không tốt để nhận tiền chẳng hạn đi, thì vô tình nó sẽ khiến cho cái nền tảng mạng xã hội này nó trở nên là bị xấu đi trong mắt người dùng. Hay là như Facebook hồi mới ra chẳng hạn, thì em nhớ là hồi đó khi em sử dụng Facebook thì người lớn ấy, như là bố mẹ hay là thầy cô giáo của mình, thì đôi khi cũng có những cái quan điểm như là trời ơi, dùng ba cái nền tảng mạng xã hội đó rồi, có học tập rồi, có làm việc được cái gì không, cũng chỉ là chat chít nói chuyện này kia thôi. Nhưng mà rõ ràng chúng ta thấy là Facebook cũng đã đem lại cho chúng ta rất là nhiều những thông tin, thì nếu như mà nó nằm ở cái cách chúng ta sử dụng chứ không phải là do cái nền tảng mạng xã hội đã xấu ngay từ đầu. Thật ra thì câu chuyện sử dụng mạng xã hội là một câu chuyện mà chúng ta bàn đến rất nhiều trong thời gian vừa qua, bởi vì quý vị có thể thấy rằng là mạng xã hội thì không chỉ thu hút giới trẻ, đúng không ạ? Bố mẹ chúng ta bây giờ ai cũng dùng Facebook rồi, hay là xem TikTok cũng nói thế thôi, cứ nhắc đến TikTok thì rất là nhiều ông bố bà mẹ, nhiều phụ huynh cũng thường xuyên dành thời gian để theo dõi, bởi vì là cái thời lượng hoặc là 30 giây một phút, đúng rồi, nó rất là ngắn mà nó cũng mang đến cho chúng ta rất là nhiều những cái thông tin. Nếu như mà không nói là những cái thông tin xấu độc thì có rất là nhiều những cái thông tin hữu ích chúng ta cũng có thể học tập từ TikTok, đúng không ạ? Nhưng mà nói gì thì nói, tất cả những cái mạng xã hội nó sẽ đều là cái con dao hai lưỡi. Như Thảo vừa mới chia sẻ, các KOL từ đây đã được hình thành rất nhiều. Và trong thời gian này mọi người cũng bàn đến một cái vấn đề mà chúng ta đang rất là quan tâm, đó chính là câu chuyện KOL tốt hay xấu. Nó liên quan đến cái nội dung và liên quan đến cái cách thức mà các bạn ấy thu hút cái lượng view cho mình. Và cái câu chuyện là từ TikTok chúng ta có thể kiếm tiền là một câu chuyện mà được rất là nhiều các bạn trẻ hiện nay đang áp dụng. Thay bằng việc tìm kiếm một cái công việc văn phòng nào đó thì hoàn toàn bạn ấy có thể trở thành một KOL ở trên TikTok hay là trên YouTube, vẫn kiếm được rất là nhiều tiền mà các bạn ấy sẽ được đi chơi đi đây đi đó nhiều hơn. Nhưng mà cái thông tin mà chúng ta cung cấp cho người dùng là gì, và liệu rằng cái thông tin đó có giúp cho chúng ta nuôi cái giấc mơ KOL được lâu dài hay không cũng là một vấn đề mà trong thời gian này nhiều người đang nhắc đến. Và ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi theo dõi một phóng sự mà để qua đó chúng ta cũng sẽ nhìn ra rằng TikTok hay là các mạng xã hội sẽ là con dao hai lưỡi như thế nào. Chè Trang Hy hot lại rần rần, có phải lại là một chiến dịch quảng cáo? Cái đó chỉ có người trong nghề mới biết. Chỉ một video vài phút, thậm chí chỉ vài chục giây của một TikToker, một nhà hàng có danh tiếng hàng chục năm có thể đứng trước nguy cơ phá sản. Người ta thường nói, đường dài mới biết ngựa hay. Kinh doanh cũng như vậy, vốn phải trải qua cả một quá trình. Tuy nhiên, cả quá trình đó giờ chỉ được rút ngắn lại bằng vài phút. Thực tế, clip chưa tới một phút trên các nền tảng xã hội như TikTok, YouTube, Facebook từ một người đánh giá nội dung nào đó có thể giúp một nhà hàng hay quán ăn vô danh trở nên đông khách, nhưng cũng có thể khiến địa điểm có tiếng bất kỳ điêu đứng vì nhận bão một sao.
Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến các cơ sở kinh doanh. Điển hình như cuộc khẩu chiến qua lại giữa quán trẻ nổi tiếng và một số TikToker trong những ngày vừa qua. Nhưng mà bên Trang Hy lại chọn cách là bị chửi, bị drama. Thực ra thì mình thấy là nó khá là thú vị đấy. Tại vì là nếu mà mình xem với tư cách là một người muốn biết để xem là cái nhà hàng hoặc là cái nhà mà reviewer fooder đấy thì mình nghĩ là sẽ tập trung chủ yếu vào chất lượng với cả là dịch vụ hơn. Còn drama thì mình xem cho vui đấy. Mình nghĩ là cái độ chân thực của những video TikTok review đồ ăn đấy thì cũng có xác thực khoảng 70%. Thì chủ yếu là mình xem để giải trí, bởi vì người ta làm TikTok đấy chủ yếu là theo quan điểm cá nhân nhá, thì nó chủ yếu là câu view này. Với cả là về cái tính thực tế thì mình nghĩ là người ta làm chương trình là chủ yếu ấy. Thì vậy thôi. Bây giờ người xem người ta rất là thông minh ấy ạ. Người ta biết là những cái gì giả hoặc là những cái gì mà nó không thực tế lắm, người ta sẽ biết ngay. Thì anh nhận thấy là mạng xã hội thì luôn luôn như thế, nó sẽ luôn luôn là con dao hai lưỡi. Nếu mà mình để một cái sự việc mà nó càng ngày càng thêm dầu vào lửa và đẩy cái câu chuyện đi xa thì cái thiệt hại là cái thiệt hại cả đôi bên. Sau những màn khẩu chiến lời qua tiếng lại, một số nhà hàng thậm chí đã dán biển cấm cửa những nhân vật này. Hành động này của các quán ăn cũng thu về đủ các ý kiến khác nhau. Người đồng tình thì thấy hợp lý, người phản đối thì thấy quán ăn không công tâm. Cái này thì nó tiêu cực quá nhỉ. Mà cá nhân mình thì mình nghĩ là cũng không nên làm như vậy. Ví dụ như là mình đến mình trải nghiệm đồ ăn và mình cảm thấy cái đồ ăn nó không ngon chẳng hạn. Tự nhiên mình đăng một cái bài lên trên Facebook để mình giải tỏa cái cảm xúc của mình, xong người mặt mình cũng bị dán lên như thế thì mình cũng cảm thấy nó không vui. Thì tất nhiên là họ mình vẫn welcome, mình vẫn tiếp đón họ một cách bình thường rồi. Bởi vì đối với mình ấy, dù có là gì chăng nữa thì họ vẫn cứ là khách hàng. Ý kiến của những người review này có sức ảnh hưởng lớn đến công chúng thông qua những video thu hút vài ngàn đến hàng triệu người. Ranh giới giữa review có tâm và cố tình đánh giá tiêu cực nhằm câu view lại rất mỏng manh. Việc cố tình chạy theo xu hướng chê bai bóc phốt thay vì đánh giá công tâm sẽ trở thành con dao hai lưỡi, vừa đập đổ chén cơm của người khác, vừa nhấn nút tự hủy chính uy tín và hình ảnh của bản thân. Và mình nói là nếu như mình có nhận booking ấy thì với mức giá là 80 củ cũng không bao giờ deal được với team Võ Hà Linh đâu. Bởi vì thu nhập của mình, ví dụ một tháng có những tháng nào ít thì mình kiếm vài trăm, còn có những tháng mà cao điểm nhiều công việc thì có thể là mình kiếm được gần cả 1 tỷ. Cái đó là mình nói thật đó, chứ mình không có chém gió nha các bạn. Và bản thân cái người review đấy phải xác định là mình đi đường dài hay đường ngắn, và mình có mang lại cái giá trị tích cực cho mọi người hay không. Chắc chắn là những cái gì mà nó mang lại cái giá trị tiêu cực cho mọi người, cũng như là những cái gì mà nó không đúng sai sự thật, nó sẽ dần dần bị xã hội đào thải. Và Gen Z hiện nay, đưa anh nhắc lại một lần nữa, không có dễ bị dắt mũi, và tự anh tin là các bạn hoàn toàn biết chọn lọc những cái nội dung và để mang lại những cái giá trị tốt nhất trên nền tảng TikTok cũng như tất cả các nền tảng mạng xã hội về sáng tạo nội dung như bây giờ. Thực tế để trở thành một người review thực thụ không phải đơn giản. Không phải cứ có nhiều người theo dõi, video nhiều view rồi khen hoặc chê đều là những người review. Bạn cần phải có kiến thức, kinh nghiệm được công nhận, có cái tâm và cái tầm. Quan điểm cá nhân không phải là chuẩn mực cho cả một cộng đồng. Tuy nhiên, một mặt khác, các chủ cửa hàng kinh doanh cũng cần phải lắng nghe và tôn trọng các ý kiến, không nên có hành động bảo thủ, hạ thấp giá trị với chính khách hàng của mình. Vâng, chúng ta có thể thấy rằng trong phóng sự vừa rồi thì chúng tôi cũng đã có những cái thông tin mang đến cho quý vị để thấy rằng TikTok đã và đang ảnh hưởng nhiều tới thế hệ trẻ của chúng ta, cũng như là kể cả với mọi lứa tuổi như thế nào. Và
nền tảng nào thì cũng sẽ là một cái con dao hai lưỡi cả, nhưng quan trọng là chúng ta sử dụng nó ra sao. Và nếu nói đi thì cũng phải nói lại một chút, khi TikTok cũng đã mang đến cho chúng ta rất nhiều những cái ảnh hưởng tích cực. Một cái tính định hướng của TikTok rất là tốt, khi em nghĩ rằng là nó có cái sự tiếp cận với các cái đối tượng khán giả và cái xu hướng người xem, em thấy nó tiếp cận rất là nhanh và rất là tốt. Cái tính lan tỏa của nó lại càng nhanh nữa, khi mà bất cứ ai hay bất cứ một cái nội dung nào cũng có thể trở thành hot, trở thành xu hướng được cả. Và hoàn toàn chúng ta có thể là một người vô danh, chỉ có dùng TikTok mới dùng thôi, nhưng với một cái nội dung mà chúng ta chỉ cần có một vài ngàn lượt xem thôi là hoàn toàn TikTok cũng đã có thể đẩy chúng ta lên thành xu hướng rồi. Và clip đó từ cái việc là dễ lan tỏa, dễ tiếp cận cho đến việc dễ nổi tiếng nữa. Vậy nên là cái nền tảng này đã tiếp cận được với nhiều người sử dụng là vậy. Và một cái nữa là khi mà những người trẻ của chúng ta sử dụng, khi mà nó dễ sử dụng như vậy, thậm chí khi người già sử dụng nó cũng rất là dễ, nó cũng rất là dễ để cho chúng ta có thể là sử dụng nó một cách hiệu quả. Mà đến bây giờ thì còn có rất là nhiều KOL, chúng ta vừa bàn đến cái câu chuyện là kiếm được ra tiền và thậm chí là rất nhiều tiền từ câu chuyện là sử dụng TikTok và các nội dung trên đó. Thì đó là một trong những cái điểm mà TikTok có thể coi là lợi thế của họ. Thế nhưng việc mà chúng ta sử dụng cái con dao hai lưỡi này, chúng ta sử dụng cái mặt nào nhiều hơn, chúng ta cầm đằng chui của nó nhiều hơn, hay chúng ta dùng lưỡi dao của nó để có thể gây tác động đến những người xung quanh, thì lại là một cái câu chuyện khác liên quan tới việc cách sử dụng cũng như là ý thức của chúng ta, hay là câu chuyện mà chúng ta cần có những cái chế tài nào sử dụng, hay là những cái bộ luật nào quy định về cái cách hành xử hay là cách sử dụng nội dung trên cái không gian này, trên cái nền tảng này, thì đó cũng là cái câu chuyện mà chúng ta cần nói tới, đúng không ạ? Thật ra thì cái câu chuyện là khen chê như thế nào trên TikTok á, hay là những cái nội dung mà các bạn ấy lựa chọn để thu hút cái view nhiều hơn ấy, cũng là một cái vấn đề mà nói thật nó cũng sẽ là ở rất là nhiều cái góc nhìn khía cạnh khác nhau. Thật ra liên quan đến câu chuyện review đồ ăn á, thì Hương Quỳnh thấy rằng là mỗi một người sẽ có một cái vị giác khác nhau. Có những người thích ăn mặn, có những người thích ăn nhạt, có những người thấy nó ngon nhưng có những người cũng thấy nó không ngon, đúng không ạ? Ví dụ như một món ăn mà tôi thấy nhiều bạn trẻ cũng luôn luôn cố gắng xếp hàng để ăn đó, đó là một cái quán bún ngan ở trong ngõ chợ ở trên phố cổ. Thì có rất nhiều bạn sẽ cố gắng chờ đợi để ăn bằng được một cái bát bún ngan đó. Nhưng Hương Quỳnh thì có một lần nói thật là Hương Quỳnh cũng gian thử. Thì nói thật là cái thái độ phục vụ của người bán đã làm cho mình cảm thấy không thoải mái rồi. Nhưng khi mình ăn một bát bún ngan thì mình cảm thấy là nó cũng rất là bình thường, không có gì đáng phải gọi là tâng bốc nó xếp lên hay gọi phải xếp hàng rất là dài. Và tự nhiên mình bị chịu một cái sự gọi là mắng nhiếc và nhiều khi có khi là xỉ vả luôn, và nó không đáng để khi mình ngồi xuống ăn mình cũng không thấy nó ngon nữa. Thì đó cũng là một cái vấn đề mà chúng ta sẽ cần bàn đến ở đây, nó liên quan đến cái vị giác của mỗi người và bản thân các reviewer khi mà họ đi thực hiện những cái review ở những cái quán ăn ấy, thì nhiều khi cái lời lẽ của họ đưa ra cũng rất là gay gắt khó chịu so với cả chủ quán. Đúng rồi, và đúng là nó rất là chủ quan, dẫn đến cái việc là nhiều người thì mặc dù là chưa ăn ở đó thì mọi người sẽ có như nhận chung là vì nó không ngon nên là chúng ta sẽ không đến nữa, và nó cũng sẽ làm ảnh hưởng đến cái lượng khách đến các quán ăn. Và đặc biệt trong thời gian vừa qua liên quan đến cái câu chuyện review quán chè, thì sau đó có rất là nhiều các hàng ăn đã dán hẳn cái tờ giấy và ghi luôn là từ chối phục vụ cho những cái TikToker này. Và up hẳn lên luôn và nói luôn là xin lỗi để cho chúng em còn bán hàng. Bởi vì họ không muốn mang tiếng họ, kể cả dù có cái câu chuyện là phục vụ như thế nào, có tốt hay không, hay món ăn của họ ra sao, thì họ vẫn sẽ có một cái lượng khách nhất định và người ta cảm thấy ngon miệng là được. Người ta phục vụ không có quá vấn đề gì quá đáng là được, đúng không ạ? Và đương nhiên cái câu chuyện là khi có một ai đó chê những cái món ăn mà mình làm ra không ngon, thì cái câu chuyện là người bán hàng phản ứng là cái điều đương nhiên rồi. Chẳng qua là cái câu chuyện là phản ứng ra sao, phản ứng như thế nào, thì nhiều lúc nó lại liên quan đến cái việc là tâm trạng của chúng ta lúc đó như thế nào. Và chỉ từ một vài những cái bức xúc thôi hay là một vài cái câu nói thôi cũng đã đẩy những cái câu chuyện đi rất là xa. Và chúng ta biết rằng là cộng đồng mạng cùng với những anh hùng bàn phím thì nhanh tay ra sao rồi. Đôi khi đã biết là câu chuyện thực hư như thế nào hay dở ra sao đâu, nhưng mà cái việc đầu tiên là cứ phải ném đá đã. Và đó cũng là một cái hệ lụy của câu chuyện là các TikToker có thể mang đến cho người xem những vấn đề gì và họ sử dụng mạng xã hội ra sao. Nó chính là con dao hai lưỡi trong câu chuyện là khen một câu thì ngày hôm sau quán có thể đông tấp nập, nhưng chê một câu thì ngày hôm sau có thể vắng như chủ bà đánh, không có một món khách nào. Nghĩa là đôi khi chúng ta bị lạm quyền, chúng ta lại thấy là cái nghề review nó là một cái gì đó nó rất là quyền lực. Ví dụ chúng ta đến một cái nơi nào đó thì chúng ta phải được đón tiếp thế nào, chúng ta nói câu gì thì nó sẽ trở nên viral chẳng hạn. Thì rõ ràng là chúng ta cần một cái chế tài để mà có thể kiểm soát những cái việc đó lại. Tất nhiên là nó vẫn dựa trên một cái sự công khai minh bạch, chứ không thể nào mà bắt người ta là bây giờ tôi kiểm soát thì là bạn tới bạn phải nói ngon hay là bạn chê nói dở. Nhưng mà ít nhiều là chúng ta nên dừng đúng với cái công việc của mình, cái trách nhiệm, cái nhiệm vụ của mình, chứ
không lợi dụng cái công việc của mình để mà chê hay là đánh giá một cái quán nào đó, hay là kể cả là miệt thị và xem thường một cái người nào đó, thì có thể là vô tình nó sẽ khiến cho giới trẻ bây giờ các bạn ấy làm những cái công việc influencer ấy, thì các bạn sẽ nghĩ rằng là đó là một cái công việc rất là quyền lực chẳng hạn. Vậy thì cái cách kiểm soát như thế nào thì mời quý vị theo dõi thông qua phóng sự ngay sau đây. Có thể thấy rằng những TikToker làm mưa làm gió trong những ngày vừa qua với những video review quán ăn được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội đã tự cho mình một cái quyền lực mềm. Có thể thấy việc review đang diễn ra khá chủ quan cá nhân mà không dựa trên một bằng chứng khoa học hay một số liệu nào. Những điều đó đã gây ảnh hưởng lớn đến các chủ cửa hàng kinh doanh. Để rồi cuối cùng, những người chịu thiệt hại nhất lại chính là người tiêu dùng. Là nổi tiếng ở trên TikTok có tên gọi là Trang Hy. Ta thấy rằng là TikToker review ấy, mà đặc biệt là ví dụ như là thức ăn chẳng hạn ấy, chúng ta thấy rằng ở trên thế giới nếu mà cũng có những cái phải là chuyên gia ẩm thực hẳn hoi, họ sẽ phải làm cái nghề đấy để họ đi họ đánh giá một cách rất là công tâm về các cái nhà hàng, khách sạn hoặc là các món ăn. Thế nhưng mà ví dụ như ở trên TikToker thì giống như là một cái nghề đấy. Những cái người mà lên làm những cái clip review như vậy, nhiều khi họ không có trải nghiệm, họ không có cái kinh nghiệm gì cả. Và họ sẽ chỉ đưa ra những cái nhận định nó mang tính chất rất là chủ quan của họ. Các TikToker hay là tất cả những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội cũng vậy. Mỗi khi đưa ra ý kiến thì cần phải chịu trách nhiệm với ý kiến của mình. Cần phải có cái tư duy đầu tiên đấy là chịu trách nhiệm đã. Sau đó thì mới tính đến là những cái lời mình nói ra nó đúng hay nó sai. Bởi vì nếu nó sai nó ảnh hưởng đến người khác. Thậm chí là người đó có thể có những rắc rối với pháp luật. Thì như vậy thì nó đòi hỏi một cái sự tỉnh táo và một sự thận trọng. Tôi nghĩ rằng đây là cái điều cần thiết với tất cả các TikToker cũng như là những người mà có ảnh hưởng trên mạng xã hội trước khi đưa ra một ý kiến nào đó. Theo các chuyên gia, cần phải có một phương pháp, một cách thức quản lý triệt để vấn đề này để kiểm soát chặt chẽ cũng như chế tài xử phạt để ngăn chặn tình trạng trên không thể tái diễn nữa. Phải có được một cái cơ chế để mà giám sát chất lượng của các cái nội dung mà được đăng lên trên mạng. Tôi khuyến cáo rằng những người nào mà họ thực hiện làm nghề sáng tạo những nội dung ở trên mạng ấy thì họ cần phải có những cái đăng ký gồm có định danh nó rất là cụ thể để có thể các cơ quan chức năng có thể qua đó thì quản lý được. Và chúng ta cũng sẽ cần phải có được cái sự vào cuộc của những cái hiệp hội như bảo vệ cái quyền lợi của những cái người tiêu dùng ấy, là của khách hàng. Ở các forum hiện nay cũng đã có các cơ chế này thì rất nhiều. Nếu là một ai đó bị một người khác tố cáo hoặc là bị một người khác cho rằng là đang có những cái việc nó không tốt thì hoàn toàn admin của cái forum đấy có thể mời hai người đến đối chứng là anh chê người ta như này, anh có bằng chứng không? Và chị bảo người ta chê sai thì chị có bằng chứng không? Hai bên đối chất với nhau trong vòng 24-48 tiếng, bên nào sai thì bên kia phải rút lại. Chưa đến mức xin lỗi nhưng có thể phải rút lại cái bình luận đó. Thì đây chính là một cái việc mà rất nên làm từ phía các nhà quản lý mạng xã hội. Và đương nhiên cuối cùng là ở các cơ quan chức năng thì cần theo sát những việc này. Nhiều chuyên gia cho rằng những người sáng tạo nội dung ở trên mạng xã hội, nếu đã xem đây là một nghề thì cần phải được tham gia một số khóa đào tạo. Họ cần phải được biết làm nghề phải có đủ tiêu chuẩn của nghề nghiệp, làm nghề phải có nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp nhất định, từ đó có những sáng tạo nội dung phù hợp. Vâng, thưa quý vị, theo như những báo cáo của việc thực thi tiêu chuẩn cộng đồng của nền tảng xã hội TikTok vừa mới được công bố trong quý 1 năm 2022, thì hơn 2,4 triệu video có nội dung vi phạm các quy định tại thị trường Việt Nam cũng đã bị xóa. Và đây là những video có nội dung chứa đựng tư tưởng thù địch hay là những chủ nghĩa cực đoan bạo lực, hay là hình ảnh khỏa thân và hoạt động tình dục cùng với các hoạt động bất hợp pháp, nội dung bạo lực, ghê rợn và hành vi quấy rối, bắt nạt tự tử, v.v. Và có lẽ với những động thái trên thì trong khoảng thời gian tới, TikTok sẽ có những phản ứng mạnh tay hơn nữa để có thể làm trong sạch được nền tảng mạng xã hội này. Thế nhưng, việc làm trong sạch đó, việc thanh lọc đó cũng không thể thực hiện trong ngày 1, ngày 2, mà có lẽ chúng ta cần phải có thêm nhiều thời gian hơn để có thể sàng lọc. Mà mặt khác thì cũng là để kiểm duyệt những cái chế tài đã đưa ra và cũng cần nêu cao hơn cho ý thức của người sử dụng rằng chúng ta cần tẩy chay những đoạn clip phản cảm để những nội dung xấu độc sẽ không còn những cái sự ảnh hưởng đến cái nền tảng mà chúng ta đang sử dụng nữa. Và chúng tôi cũng hy vọng thông qua những cái thông tin mà ngày hôm nay chúng tôi mang đến cho quý vị cùng với sự tham khảo thì quý vị cũng sẽ cảm nhận được rằng là đây là một trong những cái nền tảng mà hoàn toàn nó là con dao hai lưỡi, nhưng chúng tôi đã nói rồi, cái cách sử dụng của nó như thế nào, chúng ta sẽ nắm ở đằng chuôi hay chúng ta sử dụng cái mặt lưỡi sắc nhọn của nó để làm ảnh hưởng đến những người xung quanh thì hoàn toàn tùy thuộc vào cách sử dụng của chúng ta. Và hãy là những người sử dụng những nền tảng mạng xã hội thực sự thông minh và thực sự có văn hóa.